Xin chào toàn thể đồng bào cả nước. Quý vị lại được gặp cái mặt mốc của tôi rồi. Hey, hello bạn yêu. Mặc dù cái cuộc sống nó rất dân dã, nhưng đây là cái con dao nó rất là giả dân. Hey, cắt cho mấy bạn yêu miếng à. Đây. Hey, để tao cắt cho mày thêm miếng nữa. À, bây giờ là đến tiết mục ăn trưa và bây giờ đã chiều mẹ nó rồi. Một buổi chiều rồi, mình sẽ ăn trưa theo cách của mình, nướng và cái cục thịt nướng từ những cái tập trước á, đến tập này nó mới chín, nó nướng lâu vậy đó. Tập trước á, thì mình chỉ là nướng bằng củi thôi, nhưng mà tập này thì mình sẽ nướng bằng than, tại vì mình đã nướng được bằng củi mà, thử một lần cho biết thôi chứ dạ gì có than không xài. Và đây là rượu. Bullshit. Quá ngon. Ở đây ly cà phê những tập trước và sốt. Nóng rồi. Nhưng mà rượu nóng thì có lẽ ngon ấy. Đập lên. Wow. Nóng quá. Tí nó phỏng mỏ. Thật sự thì mình khá ích kỷ. Nó không phải là tư lợi cho bản thân, mà mình muốn dành. Ui! Mình muốn dành điều gì đó tốt nhất cho bản thân thôi. Những cái gì mà làm mình, khiến mình buồn, khiến mình mệt mỏi thì tốt nhất không phải là bỏ nó, mà gọi là mình hãy làm nó, mình hãy đối với nó một cách tốt nhất có thể. Vì trong chúng ta không ai hoàn hảo cả. Và bây giờ mình sẽ tận hưởng cuộc sống theo cách của mình. Còn mọi người có thể tận hưởng cuộc sống theo kiểu của mọi người, ăn sạch một xíu, bàn ghế sạch một xíu, nhưng ở đây nó hơi ruồi, nhưng mà ruồi thì nó sẽ không đậu vào ở trong cái bếp lò được. Cũng khá thú vị. Sau khi cho hai con quỷ này ăn thì ăn miếng thứ ba. Cắt cái miếng này ra. Đấy, mở chảy lỏng tỏng hết. Rồi mình sẽ lật nó. Trời, xương vàng thơm. Một số người đã tiếp xúc với tôi thì họ nghĩ là tôi là một thằng trời đầy, trời hành. Anh hay không, đại không, do suy nghĩ của các bạn thôi. Vì mỗi người chúng ta có một cái quan điểm, một cái triết lý, một cách nhìn nhận khác nhau về mỗi sự vật hiện tượng trong cuộc sống này. Ví dụ như tôi cao 1m7, tôi sẽ nhìn cái góc nhìn của tôi về một cái sự vật hiện tượng đó ở góc nhìn 1m7. Ví dụ như các bạn cao 1m8 thì các bạn sẽ nhìn được một cái góc nhìn khác ở một cái vị trí khác, thì đó là góc nhìn và sự cảm nhận. Và anh em làm nghề nếu mà thích bối cảnh như thế này thì có thể liên hệ với mình, thì mình sẽ cho số điện thoại của anh bạn đang ở đây. Trên này khá ruồi. Ngày thì ruồi thôi, buổi tối ruồi đi ngủ hết. Mọi thứ mình làm nó đều không có kịch bản. Các bạn coi, các bạn sẽ thấy thích cái gì làm cái đó, và mình chỉ thuận theo tự nhiên. Tự nhiên như thế nào thì mình thuận theo như vậy. Lên kịch bản làm cái gì? Để tạo ra một điều gì đó hay ho, có giá trị cho cuộc sống hay sao? Không, mình không nghĩ như vậy. Như ở đây không có giấy, dùng tay và tạo ra nó sạch đi. Có thể quần tự do là đây, thoải mái là đây. Đó thôi. Nó đến từ những cái việc rất là đơn giản. Sáng tôi chạy xe ra ngoài đầu đường thì gặp ngay một cái khu du lịch ngay giữa cọc sắt. Tính quẹo vô mua một ly cà phê, nhưng mà thấy cái nhà hàng nó sang trọng quá, có vẻ phù hợp với mình. Và hình như mình nhận thấy là những cái gì nó sang trọng quá, nó sạch sẽ quá thì nó sẽ không được hợp với mình, và nó làm mình mất tự do. Có lẽ là vậy. Mình thích ngôi nhà này, dao kéo, dao nồi treo đống ở trên kia.
Còn cách nói chuyện của mình thì ở những tập này thì mình hạn chế nói tục, nói thầy, chửi thầy, chứ không là nói tục. Thực sự cái từ đéo với cái từ đéo thì nó cũng chả phải là chữ từ nói tục, mà cũng không phải là từ chữ thề, nó chỉ là một cái gì đó nó dân dã nhất của cái vùng Bắc Bộ thôi. Đéo thì ngờ được, đéo thì tình được, đéo tưởng tượng nổi. Vấn đề là mình nói với một cái tâm tình như thế nào thôi. Mình nói ra chỉ là vui. Ví dụ như ở Nghệ An nó có sự tích con cá gỗ, nhưng mà tiếng địa phương ở đó gọi là con cá gồ. Thì đó là một cái thời khó khăn của một cái vùng gọi là chó ăn đá gà ăn sỏi. Vì nghèo quá, thèm cơm, thèm đồ ăn quá, không có gì ăn thì bắt buộc họ phải đẻo một con cá gỗ, con cá bằng gỗ và treo lên. Thì có những sự tích treo lên nhìn cá ăn cơm, hoặc là có những sự tích là lấy con cá đó kho với nước mắm, với muối, không có nước mắm, muối không à, thì chấm muối, ăn cơm, thì đó cũng là con cá. Giống như kiểu 1.000 một cái cu đơ, 2.000 hai cái cu đơ, 1.000. Đây là bữa trưa của mình, tí nữa vô bới cơm ăn. Mắc khen khá là ngon. 2 ngày và mình hút một gói thuốc, nó giảm rất là nhiều so với ở Sài Gòn. Ví dụ như một đứa trẻ nó chơi đồ hàng thì nó sẽ nấu cơm, nó kêu nè ăn cơm nè chú, ăn cơm nè cô. Nhưng thực ra đó là món đồ chơi, nhưng đó là cái nó thích và đó là cái nó cảm thấy tốt nhất, nó sẽ cho mình. Mình cũng vậy thôi. Bạn bè này, bạn bè thì cứ cho họ những cái điều tốt nhất, còn họ cho lại mình cái gì đó thì cái gì mình cũng nhận hết. Tại vì khi mà họ sống thật tâm thì những cái gì họ cho mình đều là thứ tốt nhất của họ. Còn khi họ sống không thật lòng, không thật tâm thì ok, thì đó cũng là một cái điều các bạn nhận được, đó là những điều tốt nhất của họ. Hãy trân trọng điều đó, thì đó là những cái thứ họ có thể làm. Không biết má tôi nghèo ở đâu nữa, chắc có lẽ do mấy cái vườn dâu ở dưới kia, họ mới sáng nay họ mới làm đất xong, họ bỏ cứt xuống cho nó tốt đất. Và có một cái sự thật hiển nhiên là chúng ta đang ăn cứt một cách gián tiếp. Không tin đi hỏi người nông dân. Thì đó là cái giá trị mà bạn tạo ra cho mọi người thôi. Có thể cục cứt của bạn nó không hữu ích ở thành phố, nhưng mà về nông thôn cục cứt của bạn sẽ được tận dụng cho đến cái sự tinh, cái chấm cuối cùng của cục cứt. Wow, nằm quá, đi nó phòng mỏ. Nhớ subscribe ở đâu ta? Nó trên cái màn hình, subscribe ở đây hoặc ở đây. Đang ở đâu thì đéo biết, nhưng đây đốt và đốt. Nói về cái nó nói gì quên ta, từ tí nhớ ra nói tiếp. Điên.